Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Việt Nhạc Center nha các bạn. Thì một hai hôm nữa mình sẽ lên lại cái clip thanh lý mỗi ngày một sản phẩm nha các bạn. Bây giờ mình bị bệnh Covid nên thành ra nói không nổi các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ lên cái video này á, thì là các loại càng phím và 6 IRS24B. Thì bữa giờ trường học đang quay lại cái mùa học á, các bạn hỏi rất là nhiều. Thì mình thấy có nhiều anh chị nhắn tin hỏi cho mình á, là sao trên mạng bán có mấy chục ngàn, 50, 60, 70, 80 mà mình bán tới 100+ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho anh chị hiểu rõ hơn ha. Thì khi mà anh chị mua 6 hàng chính hãng á, thì cái tem bọc nó sẽ như này anh chị ha. Đây, thì nó sẽ trên cái tem nó sẽ cho anh chị là cái tem chống hàng giả nè. Không, nó đầy đủ như vậy anh chị ha. Tem thứ nhất là tem chống hàng giả, tem code. Thứ hai là tem mã số của cây đàn IRS24B. Cái thứ ba là tem thông số về sản phẩm ha. Đó, hãng nó sẽ chi tiết ba cái tem này anh chị ha. Thì thường anh chị mua hàng chính hãng thì trong cái trong này nó rất đơn giản, chỉ là một cây sáo thôi. Và nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây, một cái giấy hướng dẫn sử dụng cho anh chị ha. Đó, chi tiết. Đó, nó hướng dẫn các nốt này kia chi tiết. Đó, anh chị có thể xem. Nó có tiếng Nhật và tiếng Anh. Đó, anh chị có thể xem tiếng Nhật và tiếng Anh tùy như mình ha. Rồi, còn cái cây sáo hàng chính hãng thì nó sẽ như thế này anh chị ha. Thì thường cái màu của nó là màu trắng đục, nhưng mà nó không có quá màu vàng ha. Thì trên cây sáo nó sẽ có cái logo của Yamaha nè. Đó, logo của nó là nó in chìm. Nhưng mà cái này thì nó tháo ra được 3 khúc như này. Đó, 3 khúc như này anh chị ha. Thì thường cái này á, là có giấy thường có những cái hàng giả thì mình không biết như thế nào, nhưng mà mình thấy có nhiều anh chị đem tới thì hàng giả thì nó sẽ không tháo được, nên khi anh chị mua nó sẽ trong một cây que vệ sinh để mình có thể đút cái này vô mình vệ sinh ở trong. Còn hàng chính hãng thì nó tháo được nên nó sẽ không cho anh chị cái que vệ sinh ha. Đó, thì nói chung là cái cây này nó chỉ có một mã duy nhất thôi là IRS24B. Thì trường học họ chỉ bán, nhưng mà nếu mà thực sự nó rất là nhiều mã, IRS20 là 6 màu, IRS32 là 6 sản xuất tại Nhật. Cây này thì nó sản xuất tại Indo anh chị ha. Đó, cái này là cái mẫu này là trường học người ta mua cái mẫu này rất là nhiều. Đó, thì giá niêm yết của nó là 150.000 đó anh chị. Thì khi anh chị tới mua trực tiếp bên mình thì có thể là giá sẽ tốt hơn xíu anh chị ha. Đó, cái này là về 6. Còn về cái loại kèn Melodion hoặc là mấy anh chị hay gọi là Midica thì nó có hai, mình gọi cái nào cũng được hết, hay là gọi là kèn phím. Thì thường anh chị sẽ không biết, anh chị sẽ gọi kèn phím cho nó dễ nha. Cái tên chính thống của nó hơi khó nhớ. Thì nó sẽ có hai loại cho anh chị là 32 phím và 37 phím. Cái loại mà 37 phím á, thì nó có nhiều loại, thì bên mình sẽ bán Suzuki nè, Yamaha với lại Fairfield. Thì ba cái hàng này là mấy thầy cô mua khá là nhiều, mình thấy nó khá là bền, mình nhập về mình bán chưa có bị hư hao á, nên là mình giới thiệu cho anh chị. Đây, cái loại này là loại Suzuki 32 phím anh chị ha. Đó, thì Suzuki thì nó chỉ làm có hai màu thôi, là cái 37 phím là nó là túi da như này ha. Còn loại mà 32 phím thì nó sẽ làm mặt cứng như này. Đó, thì cái loại nó như này anh chị ha. Phím của nó rất là đều. Thì thường cái này ở trên Shopee mình thấy có rất là nhiều người bán. Thì nó có nhiều cái thương hiệu nó bán khoảng 100+, 200 à. Thì những cái đó lúc trước bên mình cũng có nhập về rồi anh chị. Nhưng mà mình đã ngưng, mình không bán nữa. Tại vì khi mà nhập về cái đó là nó thiên về cái kiểu đồ chơi hơn cho mấy bạn học. Là những cái phím như này nè, nó không có đều anh chị. Nó cứ nhấp nhô. Rồi thêm một cái tình trạng đó là khi mà mình thổi á, cái bảng bấm nút đô đi mà nó lại ra cái nút khác. Ở trong đây nó làm cái lưỡi gà nó không có đều, nên nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của con em mình ha. Nên mình mua thì mình lựa chọn những cây tốt. Tại vì thường á, mình được biết á, thì cái bộ môn này á, nó sẽ dành cho những bạn cấp 1, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7. Mình học suốt mấy năm luôn. Đó, còn 6 thì thường thì nó sẽ lên cấp 2, các bạn mới học. 6 thì sẽ dành cho lớp 6 tới lớp 9. Còn cái bộ môn mà Binica này hoặc là kèn phím này á, mình thấy là học từ lớp 4 cho tới có những trường học tới lớp 9 luôn. Nên thành ra anh chị cứ mua một cái tốt cho các bạn sử dụng. Thì nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể mua 37 phím. Thì đa số thường là trường sẽ mua 32 phím, 37 thì nó chỉ hơn 5 phím, tùy do nhu cầu của anh chị nha. 37 phím thì nó sẽ mắc hơn xíu. Đó, thì họ sẽ làm nhiều loại cho anh chị lựa chọn nha. Thứ nhất là kèn phím thì nó sẽ khi anh chị mua ở trong đây nè, nó cho anh chị hai cái. Thứ nhất là ống thổi, thứ hai là cái này. Thí dụ như anh chị coi cái quay dưới đây ha, anh chị cầm như nè, mình cầm vậy để mình ghim cái này vô. Một là mình cầm để mình thổi đừng cho nó rớt, hai là anh chị để dưới cái bàn thì nó sẽ có cái ống này, mình ghim vô đây ha. Đó, mình ghim vô đây thì khi mà mấy bạn ngồi, mấy bạn để tay, mấy bạn thổi đi, mấy bạn nhấn đó thì nó sẽ ra tiếng. Mình thử một cái cho anh chị nghe ha. Đó, thì mình thổi thì mình nhấn nó mới ra tiếng nha anh chị. Còn mình thổi mà mình không nhấn thì nó sẽ không ra tiếng. Có nhiều anh chị tới mua chưa thổi nhấn mà nó không ra tiếng, anh chị kêu là sao nó hư rồi.
Chứ này thực sự nó là cơ, nó không có gì để hư nha anh chị. Mình thổi thì nó mới ra tiếng, mình thổi mình nhấn thì nó mới ra tiếng được. Thì nó có hai loại cho anh chị, có nhiều anh chị thì cẩn thận hơn, mình có thể không chọn những cái túi vải như này ha. Túi vải thì nó sẽ rẻ hơn, anh chị có thể chọn những cái hộp cứng như này nè. Nếu mà sợ mấy bạn nhỏ thì thường mấy anh chị biết rồi, mấy bạn đi học mấy bạn sẽ hay lấy mấy cái này các bạn làm rớt. Thì mấy cái này mà nó làm rớt thì nó chỉ có bể là hư, mình mua cái mới thôi chứ mình không sửa được anh chị, nó là đồ nhựa mà. Đó, thì mình sẽ mua cái hộp này nó sẽ bảo vệ tốt hơn những cái túi này. Đó, nhu cầu của anh chị thôi. Thì ở đây mình có đủ màu nè. File fan thì nó đủ màu nha anh chị. File fan thì nó có màu đen, màu xanh, màu hồng, màu xanh lá, xanh dương. Còn loại file, có loại Suzuki thì nó chỉ có một màu xanh lá thôi. Đó, từ 37 tới này. Còn Yamaha thì nó sẽ có màu xanh dương là 32 phím, màu đỏ là 37 phím. Thì Yamaha nó khá là mắc. Giá niêm yết của cái 32 nó khoảng 900 mấy, còn mà 37 thì nó tới 2 triệu mấy. Cái đó thì anh chị nào mà có nhu cầu kinh tế tốt hơn, mình có thể mua cái loại đó cho mấy bạn học. Còn nếu anh chị mà ví dụ như mình muốn tầm khá khá thì mình mua những cái loại này khoảng 300 mấy, 400 mấy, 600 mấy cho mấy bạn học là ok rồi. Còn những cái loại mà Shopee thì 1-200 thì lúc trước bên mình, như nãy mình có nói mình có bán, nhưng mà hiện tại là bên mình đã ngưng rồi, không có nhập cái đó nữa. Tại vì bán cái đó thì đa số là các bạn học không có được, nó thiên về cái đồ chơi hơn thôi. Còn nếu mà anh chị mà cho con em mình học lâu dài là mình phải mua những cái loại như này ha, nó mới tốt học, thổi nó đúng nốt đó. 6 đây là hai cái bộ môn này các bạn khá là quan tâm, nên là mình sẽ lên clip mình giải thích chi tiết hơn. Cái clip này nó hơi dài, dành cho những anh chị nào mà bữa giờ thắc mắc hay nhắn tin hỏi mình á. Thì nói chung là tại vì nó vô mùa rồi, anh chị nhắn tin cho mình hỏi về cái này nhiều quá mình giải thích không hết được, nên mình lên cái video này để anh chị nào mà có nhắn tin hỏi mình sẽ gửi video này cho anh chị xem ha, để anh chị đỡ phải suy nghĩ hơn. Mình coi video này em giải thích chi tiết hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.